Đại hội thể thao toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 với 43 môn thi đấu. Quảng Ninh sẽ đăng cai tổ chức chính với các sự kiện khai mạc, bế mạc và 21 môn thi đấu tại 9 địa điểm thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huấn luyện viên, vận động viên, phục vụ đoàn, 800 trọng tài và hơn 200.000 khách mời, cổ động viên, du khách sẽ đến Quảng Ninh trong thời gian thi đấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, đây là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá thương hiệu, tinh thần hiếu khách và các sản phẩm du lịch. Công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn. Các đơn vị liên quan bám sát tiến độ, rà soát kỹ các phần việc theo kế hoạch, ban hành sớm sổ tay hướng dẫn, chia sẻ thông tin, khảo sát các vị trí và hạ tầng phục vụ khai mạc, bế mạc, huy động các cơ quan chuyên môn tham gia rà soát, hoàn thiện nội dung các kịch bản. Sở Văn hóa và Thể thao nhanh chóng hoàn thiện phương án thiết kế linh vật đảm bảo đẹp, ấn tượng. Các ngành chức năng quan tâm đặc biệt đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đón tiếp khán giả, việc đưa đón các đoàn và chủ động xử lý tốt các tình huống phát sinh. Trong thời gian diễn ra đại hội cần tăng cường các hoạt động hưởng ứng, hoạt động bên lề gắn với kỷ niệm các ngày lễ, quảng bá vùng đất con người Quảng Ninh, điểm đến an toàn thân thiện để các đoàn quốc tế cảm nhận được sự chu đáo của chủ nhà.